một lời khuyên nhủ cùng đại hạn: nên nghĩ đến giang sang kim quốc, đừng phế bỏ chuyện nước non, đừng dấn sâu vào mén rượu tri quan. Chớ vì một gái hồng nhan, trong khi tất cả toàn vẫn sầu khổ. Ai, ai bảo với nàng toàn vẫn khổ? Đã binh được sang hà xây nghiệp cả kim bang, nàng có biết nhờ ai không? Nhờ nó đó, nó đã hy sinh dân nước bảo an, lòng trung nghĩa, chu toàn vì quốc sự. Ngài tài giỏi, nói đức nhân, sao ngài không nắm giữ? Nghe lời ai mà quyết tử đoạn tình lý? Nghe lời ai mà trước lấy sầu bi, đưa bầu đệ vào dòng thảm hại?